các anh chị và các bạn. Hồi nãy thì Nga có chia sẻ với các anh chị và các bạn ở cái phần phim mà Nga nói về cái hành trình mà đi VCA ở bên Virginia. Và bây giờ Nga cũng muốn kể chị một cái câu chuyện này rất là vui, là một cái sự mà gọi là chuyến đi thật là tốt đẹp, mà thấy tuyết lần đầu tiên trong cuộc đời. Thật sự ra là nếu mà nói ra cái việc mà thấy tuyết á, nguyệt tuyết á, thì hầu như là mọi người ở bên Virginia ai người ta cũng rất là sợ. Bây giờ Nga mới thuật lại kể cho các anh chị nghe một cái buổi ngày hôm đó. Một buổi ngày hôm đó là vào ngày thứ bảy cuối tuần, và mọi người ở trong nhà của Nga và anh chị của Nga thì có bạn bè, tất cả các anh chị bạn bè của chị Nga ở trong nhà thờ mới thường thường là học kinh thánh vào tối ngày thứ bảy. Và ngày hôm đó là cái buổi lần đầu tiên Nga tham dự trong cái buổi mà học kinh thánh cùng các anh chị. Và trong cái buổi đó là có một cái mục, đó là mục cảm tạ, và mọi anh chị đều gửi lời cảm tạ về Chúa trong một tuần vừa qua đã gìn giữ các anh chị ra làm sao, như thế nào. Và hầu như trong cái bài đó đều mọi người đều tập trung nói về một cái việc, đó là cái việc mà tuyết rơi vào ngày thứ năm vừa rồi. Ai mọi người người ta nói là sợ là tuyết đi ảnh hưởng đến đường xá xe cộ rồi nguy hiểm này nọ kia. Thì Nga nghe từng anh chị chia sẻ những cái việc của anh chị cảm nhận việc mà Chúa đã gìn giữ họ trong một tuần lễ vừa qua như thế nào. Từng anh chị một Nga đều nhớ. Và có một việc là Nga cảm giác ấn tượng nhất, đó là có một cái anh mà lúc Nga đi cái chuyến mà retreat chung thì thấy ảnh rất là mệt, nhưng mà trong khoảng thời gian khi mà trở về thì mọi người cầu nguyện cho ảnh thì ảnh cảm giác là khỏe hơn và ảnh đã có sức khỏe thay đổi rõ rệt, và mọi người đều là gửi lời cảm tạ. Sau đó đến chị của Nga, rồi anh rể, rồi những anh chị trong nhà thờ lần lượt gửi lời cảm tạ. Sau đó mọi người nói bây giờ đến lượt của em hãy nói. Thì khi đấy Nga cũng ngồi Nga nói, nhưng mà trước khi Nga nói thì Nga cũng có gửi lời là cảm ơn đã, Chúa đã gìn giữ Nga trong cái chuyến đi này được mọi sự bình an. Nhưng mà trước khi đấy thì Nga mới nói là với các chị là xin lỗi các anh chị cho em sửa lời xin lỗi. Thật sự cái mà tuyết vừa rồi mà các anh chị thấy tuyết rơi á, mà nó rơi chỉ trong thời gian ngắn mà có đủ thứ loại á, là do em phẩm rồi em cầu nguyện và em xin Chúa là cho em có thể cơ hội để mà thấy tuyết rơi. Và khi ấy thì ngay diễn tả nó thật sự á, nếu như mọi người thật sự là mình ở vùng Việt, ở Việt Nam, ở vùng nhiệt đới, có đời nào mình thấy tuyết bao giờ đâu. Nếu mình không đi nước ngoài thì mình không bao giờ thấy. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nó thiệt lần đầu tiên nó thấy tuyết. Và mọi người giống như là khi mà nghe nói không, cho thật sự nghe thấy là giống như là mình là một trẻ đứa trẻ con vậy. Nghe kể lại với cái anh chị trong cái buổi ngày hôm đấy, nói là anh chị biết là hôm thứ năm có tuyết rơi, thế là cái buổi tối thứ tư và trước đó là hôm thứ hai Nga đã check trên cái dự báo thời tiết là sẽ có tuyết rơi ngày thứ năm. Thế là tối ngày thứ tư đấy ở trên phòng vì Nga mới hỏi làm cái gì trên chợ thì Nga không nói gì hết, Nga trên chợ phòng Nga mới xếp đồ nào để ngày mai mình sẽ bận ra, mình quấn như thế nào để mình ra mình chơi nếu có tuyết rơi. Thế là hôm đó, đêm hôm đó Nga không hề ngủ được, Nga mới cứ ngủ mà chập chờ khoảng chừng 3 giờ sáng mở mắt ra, dòm trong phòng, dòm ra, ôi sao mái nhà nó trắng xóa. Xong đến 4 giờ sáng, 5 giờ sáng khi mà Nga nghe tiếng ở dưới vì Nga ra ở nhà bắt đầu thức dậy rồi nóng này đồ ăn rồi pha nước pha trà để kia, thì hôm đó do có tuyết rơi nên gì Nga cũng xin phép nghỉ ở nhà.
đây, ở đây được là đánh răng súc miệng rửa mặt là vệ sinh sạch sẽ xong. Ngọc đến từ trên xuống dưới thiệt lắm, bận đồ thiệt dày dày. Mọi người biết hả, Nga bận đâu để con nghe nhớ đâu. Nga thì không có mang đồ ấm, nhưng mà Nga bận nhiều lớp. Đầu tiên Nga bận áo khít ở trong, kế tiếp Nga bận áo bình thường, áo dài, áo bình thường ngoài. Xong rồi sau đó Nga quấn một cái áo mà gọi là áo thun, không phải áo thun mà cái áo mà jacket mà dành cho đi mùa xuân mà không biết anh cũng đang mua cho. Rồi sau đó Nga lại bận thêm một cái áo, tất tấm lại cần 4 áo. Rồi cuối cùng Nga khoác một cái áo manto ở ngoài. Đội khá là Nga lấy khăn, khăn len á, Nga quấn một lớp xung quanh cổ. Rồi Nga mượn bao tay của dì, xong thế là tay dài, là mang vớ, mang dài vô rồi xong sau đó ra bước xuống dưới ra khỏi ngoài cái vườn á, đứng đó mà Ngọc bật tuyết quá thiệt. Lần đầu tiên trong đời mình thấy khi mà mọi người biết không, có ánh tuyết mà cái tuyết mà rơi đầu tiên ở trên trời rơi xuống, mình thấy rất là ngổn, giống như là mưa rơi nhưng mà nó lại đẹp không mưa rơi. Có nghĩa là Ngọc ra, Ngọc có ghi lại hình ảnh đó thì lát hồi Ngọc sẽ cho các anh chị xem. Và Ngọc đã ra và Ngọc giơ tay ra và Ngọc giờ lên trời, Ngọc thấy ủa sao mà tuyết rơi gì mà nó đẹp thế, mà nó mịn xốp vô cùng, chung quanh nó toàn bộ là nó trắng hết, nhưng cái lớp tuyết nó không có dày. Lớp tuyết này rơi khoảng chừng tầm khoảng Ngọc nghĩ cỡ 5cm à, 5-6cm. Thế là ra đó mình giặt mình chơi. Ngọc còn tự nghĩ với chính bản thân, Ngọc còn chơi một cái chàng như thế này, Ngọc lấy tay Ngọc xòe ra, Ngọc hứng tuyết. Xong sau đó Ngọc nắm cái lớp tuyết đó, Ngọc bỏ miệng ăn thử thôi, nó giống như đã bào vậy. Xong Ngọc nói cái này mà có xí rập vô nó là hết trò chơi. Thế là Ngọc mới chơi và Ngọc mới làm những cái banh nhỏ mà vừa tuyết đó, Ngọc cầm đó Ngọc chơi và Ngọc vọt tuyết chơi một chút xíu. Sau đó mình mới đi vô trong nhà, mình ra trước tiền của nhà, mình quay chung quanh toàn bộ đường là trắng xóa hết. Và xe cộ thì trong khu vực đó người ta không có đi, người ta ở trong nhà, ta không có chạy. Thì tuyết mà Nga thấy hôm đó, Nga thấy là tất cả là có 3 loại tuyết. Và một người anh trong nhà thờ mới kể với Nga, nói với Nga đó là một trường hợp rất hiếm khi mà có ai mà trong một gian ngắn mà có thể nhìn thấy 3 loại tuyết rơi. Đầu tiên là tuyết xốp xốp nhỏ, xong rồi ngừng chút xíu bắt đầu tuyết nó rơi nhiều chút, cái tuyết nó mịn hơn, rồi có dạng giống như mưa đá vậy, tuyết mà dạng giống như mưa đá đã rơi xuống. Thế là Nga đã trải qua được 3 cái loại tuyết đấy. Và sau đấy thì trời bắt đầu mưa, tuyết chỉ rơi trong vòng 4 tiếng thôi, rồi sau đó ngưng và có trời mưa. Và sau đấy thì dì Nga nói nếu mà có tuyết rơi nữa thì sẽ tạo thành giống như băng, người ta rất là sợ trơn trợn và rất là nguy hiểm. Nga nói ủa vậy đó hả, Nga đâu có biết đâu. Rồi sau khi đó Nga mới kể lại các anh chị nghe, thì Nga nói là cái này không phải, này là thật sự là do em đã xin như thế, nhưng mà em cũng được đã thấy được 3 loại tuyết như thế. Và anh Ngọc Anh trong nhóm mới nói là đó là một cái sự may mắn, ít khi nào một người mà ở một thời gian ngắn mà có cơ hội để nhìn thấy 3 loại tuyết giống như trường hợp của em. Và mọi anh chị Nga cũng nói là vậy cho em xin lỗi hết, tại vì cái này cái em do em cầu nguyện nên Chúa đã cho em thấy 3 loại tuyết đấy. Mọi người ai cũng nói là ồ đúng là thật sự là người ở xứ chưa thấy thấy tuyết, qua bên đây thấy tuyết, mà nếu mà ở lâu chắc là thấy tuyết sẽ sợ. Em nói chắc vậy quá, nhưng mà mình chỉ chưa tiếc một cái là mình chưa có chơi được cái trò là làm những băng tuyết hay là chơi dưới tuyết nhiều, tại vì hôm đó tuyết cũng chưa rơi nhiều. Và thật sự chơi dưới tuyết lúc đó cũng sợ, chả có ai chơi với Nga. Nếu như mà Nga có là bạn bè ở chung quanh hoặc là anh chị em gì đó nữa, chắc là anh chị em của Nga sẽ cùng chơi với Nga, hoặc bạn bè Nga sẽ cùng chơi với Nga dưới tuyết đấy. Nga cũng mong rằng khi dặn chung là mình sẽ có cơ hội chơi một lần nữa về dưới tuyết như thế, và làm những cái snowman hoặc là những cái banh tuyết và chơi dưới tuyết và ném và chơi. Nó thật sự rất là vui và rất là thích. Và Nga
nhiều về những cái việc mà mình ở xứ nóng mình cứ nghĩ là cái việc đó mình thích, nhưng đối với xứ lạnh cái điều đó là rất là nguy hiểm cho người dân. Và đặc biệt là khi ở bên đó thì Ngạch còn biết cho một cái điều như thế này là cứ mỗi một lần trước khi mà dự báo có tuyết rơi, dự báo thời tiết báo là có tuyết rơi, thì hầu như các shopping, các chợ đều đông nghẹt. Hôm đó chính Nga đã có thấy là ở trong chợ người ta xếp hàng rất là đông và người ta đi xem, người ta mua rất là nhiều đồ ăn để mà người ta đem về để dự trữ. Người ta chỉ phòng hờ là nếu như tuyết rơi nhiều thì không thể đi ra ngoài thì có đồ ăn để mà ăn. Đó là Nga biết được qua cái đợt vừa rồi Nga đi. Và đặc biệt là trong cái ngày hôm đó, cái mùa mà Nga đi là rơi vào mùa Thanksgiving, thì mình sẽ có thấy được rất nhiều cái hoạt động của Thanksgiving tại bên bờ đông. Và Nga sẽ có cơ hội sẽ nói giới thiệu với các anh chị là Nga đã cảm nhận cái Thanksgiving ở bên bờ đông như thế nào và ra làm sao. Thì Nga sẽ kể cho các anh chị và Nga sẽ show những cái hình ảnh của Nga đi trong cái chuyến đó vào những đoạn phim kế tiếp cho các anh chị xem. Và xin cảm ơn tất cả anh chị. Nga chỉ chia sẻ nói lên một số điều về cái mùa thu ở bên Virginia. Mà trong cái đợt mùa thu vừa rồi thì hai lần Nga có gặp tuyết. Hiếm khi mà mùa thu mà có gặp tuyết lắm. Đây là trường hợp mà rất là hiếm. Và Nga chỉ cho giới thiệu và nói đôi nét về như thế cho các anh chị biết. Và nếu như có dịp thì các anh chị có thể đi một chuyến tại bên đó và các anh chị sẽ cảm nhận. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và chú ý. Các anh chị có thể là đăng ký hoặc là like, comment vào cái video này cho Nga. Nga sẽ có thể là trả lời feedback lại một việc cho các anh chị để mà các anh chị có thể hiểu thêm. Và các anh chị đăng ký thì sẽ có thêm những đoạn phim kế tiếp để mà theo dõi. Đối với những anh chị sắp tới có đi du lịch tại Mỹ ha. Rồi, Nga chân thành cảm ơn. Wow, cái hồng có diện hai bị đầy tuyết. Wow, chỉ một đèn thôi là nó đã như thế rồi. The best.